chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Video clip này là nói về inbox. Thật ra thì tôi đã không có làm cái video về inbox từ lâu lắm rồi, do là không có đồ để inbox. Nhưng mà hôm nay đặc biệt tôi có được một món quà từ một anh mà xem livestream của tôi. Mà quên nhắc tới livestream mới nhớ. Các bạn hãy đón xem mình livestream vào lúc 1 giờ. Really nigga. Các bạn hãy đón xem mình livestream vào lúc 1 giờ trên fanpage Nabi nha. Các bạn vào Facebook và các bạn tìm Nabi và các bạn sẽ thấy một cái trang fanpage rất là nhiều hình và nhất rất là nhiều video livestream của mình trên đây. Các bạn nhấn like và nhấn theo dõi cái fanpage đấy để mà các bạn xem được stream của mình hàng ngày nha. Tôi stream hàng ngày lận, không có ngày nào tôi nghỉ hết trơn á. Tôi dạo này rất là chăm chỉ các bạn. Cho nên là các bạn hãy nhớ xem stream của tôi vào lúc 1 giờ nhé. 1 giờ tại fanpage Nabi. Và chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện của video clip ngày hôm nay. Đó chính là đây là một món quà mà một cái anh mà tặng sao ở trên Facebook của mình rất là nhiều. Sau rồi cái anh đấy là tặng cho mình một cái món quà. Anh đó kêu là do là sợ ngày sinh nhật của mình ảnh đi công tác hay là cái gì đấy, anh sợ là không có tặng được, cho nên là nhưng lúc ảnh đang ở Việt Nam thì anh sẽ mua và tặng cho mình. Ông sợ đi công tác ông không tặng được, cho nên là mình đã được nhận món quà này sớm hơn sinh nhật của mình. Đây là món quà gọi là sao ta, mình phải đặt tên cho nó món quà sinh nhật sớm nhất thế kỷ. Nghe nó có hơi củ chuối nhưng mà ok là vậy đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ unbox cái món quà này. Thì đây, ta-da! Ở trên đây nó cũng có chữ The Dream Time. Nó cũng có liên quan đó, là tên fandom của The Win là Dreamer. Đúng rồi. Ủa sao vậy? Ủa, Dream là gì mà Dreamer là gì? Dream là giấc mơ, Dreamer là gì? Người mơ. Thì nó cũng có chữ mơ, thì nó cũng là liên quan đúng không? Có chữ mơ. Và ok, mình sẽ unbox cái món quà này. Đây là một hộp quà màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ của Nabi. Ok. Nó cứng quá vậy. Nó cứng quá mọi người ơi. Ai đó có thể nào mở giùm em không? Oh my god. Thiệt kìa. Ủa mà cái này thiệt đúng không? Thiệt kìa. Đối với nãy kể cho các bạn nghe là lúc mà mình livestream á thì anh này có bảo là tặng iPhone X, mà lúc đầu mình tưởng là anh chỉ nói chơi thôi, mình không có nghĩ là anh sẽ tặng thiệt. Sau rồi đến lúc mình nói chuyện trên Facebook á, mình vẫn nghĩ là ủa anh làm thiệt hả anh. Xong cái bảo là ủa anh có bao giờ anh lừa em chưa hay là gì đấy, nói chung là anh chắc cái gì đó mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà nói chung là làm thiệt kìa. Ủa nhưng mà có thiệt không, có thiệt không? Ủa còn cái gì vậy? À dán màn hình hả? Ủa cái này là iPhone XS Max á trời. XS Max 256GB. Cái hình bóp mới được. Này thiệt không, giờ lỡ vô trong đây có con gì vậy sao? Thiệt không ta? Anh Tân, anh làm thiệt không anh Tân? Designed by Apple in California. Thiệt không? Cái này thiệt nè. Thiệt nè. Wow thêm à. Wow. Cái này là màu gold đúng không? Cái này màu hồng hay màu vàng vậy? Cái này màu gold đúng không? Ngoài này nó ghi màu gold nè. Wow, thiệt kiểu cái cảm giác unboxing gì đâu. Wow. Cái này giống Chubby phải không? Chubby xài màu vàng đúng không? Oh my god. Tai nghe nè. Còn cái này là cái cục sạc của nó, cục sạc của nó thôi. Rồi tào lao mấy đâu không hiểu luôn. Này là cái gì? Cái này là dán cường lực. Ủa nhưng mà em đâu biết dán
Không, mày phải inbox, hết luôn. Nhưng mà cái cường lực ở trong một cái hộp như thế này là đồ xịn. Luxurious series. Luxurious series, mọi người à, luxury, nghe chữ luxury là biết xịn sò. Đen đen đen, trong một cái hộp rất là sang chảnh. Cái hộp này chắc là anh Tùng cần cái gì mới em để đây em tặng anh Tùng. Trời, cái này nhìn như phát lương ha. Cái này giống như chị Quy phát lương đó mọi người. À, cái này lương á, lương sinh nhật. Nãy gì vậy? À, cái đồ chùi, cái này là cái khăn để chùi màn hình điện thoại. And đây, đây là cái miếng cường lực. Nhưng mà không biết dán. Thôi để mình liên hệ ông Kero mới được. Mấy cái này ông Kero cũng rành lắm. Còn nãy gì vậy? Cái này bơm hả? What the hell bơm? Trời, tự nhiên cái này giống như kiểu chết trong sung sướng á mời. À mà không phải bơm, cái này như Pokemon vậy. Cái này cái gì vậy? Ê, cái này có khi nào? Hả? Cái gì nè? À, vòng tay USB hả? Ồ, vòng tay USB này mọi người có thể... Nhưng mà hình như là vậy á, tại vì cái này nó đâu biết làm gì đâu, đúng không? Ồ, thê bà. Ồ, đúng là đồ công nghệ không? Điện thoại. À, cái dây USB hả? Dây kết nối đúng không? Anh tặng lộn cái dành cho Android. À, mà không kệ, nhiều khi chắc là sau này em sẽ dành tặng ai đó cho nhà. Ai xài Android trong nhà mình ta? Hình như trong nhà mình toàn là iOS không à. Nãy giờ Pokemon 12 ngày, ủa này như kiểu bên dự phòng á, đúng không? Ủa bên dự phòng nè, bấm vô cái nó có cái hàng pin nè, đây nó có 12.000 mAh gì nè. Bơm gì tầm này má? À là vậy hả? Wow, cung teo hả? Thê bà. Cho một cục, cho một cục pin dự phòng luôn. Còn nữa, cái này gì vậy? Ủa này gì vậy, này gì vậy? Đang gì? Cái này đèn hả? À là ghim vô xong rồi này nó chiếu đèn lên hả? Ồ, còn cái này, này cũng Pokemon luôn. Anh Tân fan Pokemon hay gì á? Anh fan Pokemon à anh? Không, cái anh tặng Tân Tân chứ mà anh Tân Tùng. Ok. À, trình đó. Xong, mình đã inbox xong món quà. Và đã sẽ ra món quà sinh nhật sớm nhất thế kỷ. Đó chính là từ từ khoan, để mình phải để vào cho nó đẹp đẹp. Mở cái iPhone phải mở lên hả? Mở sao vậy? Ủa, nhưng mà cái này mở sao? À, mở được, mở được. Ồ, lên trái táo rồi. Apple, Apple lên trái táo rồi. Trái táo. Trái táo, trái táo, trái táo. Ừ, điện thoại lên trái táo luôn. Ủa, mà cái này để sim đâu? À, để sim đây. Má, cái này là hello. Hello. Nói chung là được đó. Đi nè mình ơi. À, cài đặt được nè, em cài đặt tiếng Việt mới được. Cài đặt tiếng Việt. Ê, thật ra ít đến mắt nó cũng không bự lắm hả? Không, tay em nhỏ mà. Tay mình nhỏ xíu. Nói chung là em cảm ơn anh Tân. À, thật ra thì cái việc mình cảm ơn anh Tân là ở trên livestream mình cảm ơn rất nhiều rồi. Tại vì ngày nào mình livestream có vô anh tặng sao hết. À, bây giờ thì mình phải nói cái gì nữa ta? Phải nói cái gì cho nó khác khác. Có cần chửi gì không? À, thì theo như đóng góp của thanh niên edit đầy đánh đá trong của cái gaming house này, thì mai mốt em sẽ tặng lại một món quà mà em không biết là món quà gì nữa. Em nói thiệt là em không biết món quà gì, em chỉ biết nói thiệt thôi. Và bây giờ mà có nói ra cái gì đấy thì mất công lại xào liền. Bậy quá. Nói chung là
em cảm ơn anh Tân. Và sau này đến sinh nhật của anh em sẽ tặng lại một món quà. Chắc chắn em sẽ không vào nha anh, để em tặng một cái điện thoại lại rồi. Nhưng mà chắc chắn sẽ có một món quà. Cảm ơn anh nhiều và cảm ơn các bạn đã xem hết video clip unbox này của mình. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ Navi TV. Và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo sớm nhất trên channel của mình. Và điều quan trọng là các bạn phải qua Facebook vào lúc 1 giờ để xem mình livestream trên fanpage nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.